Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Make Up Không Khó Đã Có Hoàng Lo. Mình là Minh Hoàng, thành viên của Diverse. Lý do tại sao hôm nay Hoàng ngồi ở đây bởi vì có rất nhiều người thắc mắc hỏi rằng là không biết tại sao Hoàng có thể tự make up cho mình mà đẹp như vậy và đủ tự tin để make up thành viên trong nhóm và học make up ở bên ngoài hay không. Hoàng xin tự trả lời rằng là Hoàng không học ở đâu hết á, và Hoàng chỉ mày mò này, tìm tòi trên YouTube và tự tập và tự làm. Và đây là chương trình make up riêng của Hoàng. Trong chương trình này thì Hoàng chia sẻ những tips make up và cũng như thực hiện những thử thách. Trong quá trình make up thì ai có những thử thách gì thì hãy comment ở bên dưới, Hoàng sẽ thực hiện thử thách đó nhé. Tập đầu tiên trong ngày hôm nay thì Hoàng sẽ make up theo phong cách đi diễn trên sân khấu. Và mọi người có biết không, từ đầu chương trình đến bây giờ thì Hoàng luôn che tay như này để giới thiệu với mọi người. Thực sự là sau cái tay này thì là một gương mặt mộc. Thực sự là đáng sợ gương mặt mộc này, Hoàng thực sự rất là tự ti ấy. Đi đâu cũng make up, đi ra chợ make up, đi ra đâu, đi ra đường. Nói chung là đi tất cả mọi nơi Hoàng phải make up. Bởi vì là Hoàng muốn mang đến cho mọi người một hình ảnh chỉn chu và hoàn thiện hơn. Và chỉ trong duy nhất chương trình này Hoàng mới công khai gương mặt mộc của mình thôi. Và nếu mà bây giờ Hoàng có công khai gương mặt mộc này thì mọi người đừng có thất vọng hay là buồn nhá. Bởi vì đây là con người thật của mình. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần make up. Thì trước tiên make up ấy thì Hoàng sẽ xịt một ít xịt khoáng cho mặt kiểu cấp ẩm và nó sẽ đánh nền, nó sẽ ăn hơn. Thì Hoàng sẽ đánh xịt một lần. Thực ra thì Hoàng có beauty blender cơ, nhưng mà thực ra beauty blender thì hôm nay quên không có mang, mượn của anh Đức. Thì cái này Hoàng xài không có quen, thì Hoàng sẽ xài cái này. Thì bây giờ mình sẽ pha nền. Mình đợi cho mặt mình nó khô một xíu ấy thì nó sẽ đánh nền. Thường Hoàng sẽ pha nền với một ít kem lót và kem nền. Kem pha theo kiểu tỷ lệ 1:1. Sẽ pha vào đây. Pha vào cái hộp cushion. Da Hoàng không đánh cushion, đánh cushion thì kiểu nhanh trôi và xuống tông. Nó không có được tự nhiên, nó không được đẹp. Thì mình toàn phải tự đánh kem nền thôi, đánh kem nền thì hợp nhất. Hoàng xài đồ không có mắc tiền lắm, chắc mọi người cũng có thể tự mua được. Nhưng mà đừng ai buồn cười khi thấy Hoàng make up nha. Pha 1:1 ấy thì mình sẽ hòa cho nó đều với nhau này. Tùy cách mọi người đánh thôi. Hoàng thì thường đánh theo kiểu pha xong thì sẽ đánh từ cái cuồng mắt đi lên. Cuồng mắt đi lên, tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Và sau đó cái mút này thì tùy mọi người nhá. Mọi người cảm giác là nó muốn mọi người mềm thì mọi người nên xịt khoáng và đánh thì sẽ ăn nền hơn. Thì trước đó Hoàng đã có xịt rồi. Bây giờ Hoàng sẽ đánh cho mọi người coi. Mọi người đánh thì đánh theo kiểu cảm giác là mặt mình cần chỗ nào đánh thì đánh cho nó đều là được, chứ không cần phải quá là theo kiểu Hoàng đâu. Nhớ là đánh mấy cái phần này nha mọi người, đánh cái này. Đừng để nó có một cái màu gì ở đấy mà chưa đánh. Như kiểu là một cái kem nền xong đây là da mình còn đỏ đỏ. Thường sau cái ở dưới phần cánh mũi thì nó vẫn da mình hay bị đỏ á. Thì mọi người nhớ để ý và che nó lại. Và tuyệt đối là những phần thân mình nhớ đánh cho nó dày thêm một xíu. Bước tiếp theo sẽ là bước che khuyết điểm. Mọi người che vào những cái vùng như là vùng dưới cuồng mắt này. Rồi những cái chỗ nào thâm thì mọi người che lại. Và che nhớ là phải che kỹ. Thực ra thì Hoàng sẽ có một cái bảng nữa. Bảng này thì cảm giác nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Bảng này, màu mấy cái màu này thì nó tùy vào những cái vùng da mà mình bị thâm và nó không được đều màu á. Thì màu Hoàng nhớ là màu cam là ở dưới mắt này, còn màu xanh là mấy cái vùng cho nó đỡ đỏ lại, còn màu tím, màu vàng, màu hồng, màu này thì không biết, mua về cũng mới dùng thôi. Trước nha, trước Hoàng chưa biết make up á, còn mua mấy cái đồ kiểu giá học sinh thôi, xong là make mặt loang lổ còn không biết make cơ, còn kiểu make tự make linh tinh ấy. Đợt sang
Bên Hàn thì đợt đó Hoàng bị dị ứng thời tiết nên là kiểu da Hoàng bị thay đổi và bị lên mụn rất là nhiều. Và kiểu xong rồi dùng đồ vào nữa nó bị kích ứng da thì nó lại càng bị lên mụn nhiều hơn. Mọi người nên để ý rằng là mọi người mua cái gì đó, mọi người nên tìm hiểu trước các thành phần của nó và xem nó phù hợp ấy thì hãng mua. Thì mọi người che xong mấy cái phần mắt thâm này thì phải nhớ là dùng cái che khuyết điểm này nữa, không được dùng cái màu đỏ ở đâu, không được để như này nhìn rất là kỳ cục ấy. Thì mình sẽ che tùy nha, mọi người có thể tán bằng tay cũng được. Hoàng thì thường tán bằng tay trước, sau đó Hoàng mới tán bằng mút để cho nó đều hơn. Tại là màu che khuyết điểm này với cả là màu nền thì nó khác nhau ấy, nên là phải dùng mút thì nó vẫn còn một ít chút kem nền ở đó, đánh mà nó sẽ đều màu hơn. Make up đi diễn thì cũng hơi khó một xíu, bởi vì là phải tùy từng bài nữa. Không phải lúc nào Hoàng cũng phải make đâu, bởi vì Hoàng chưa thực sự là giỏi. Đây chỉ là yêu thích và đam mê thôi, nên là mày mò và tự làm. Thực ra các bạn có thể che vào những cái phần mà kiểu da nó chưa được đều màu ấy thì cũng có thể che được, để cho cảm giác nó đều màu ở vùng da đấy, hoặc là vùng nào nó bị tối quá ấy, thì che nó vô cho nó sáng lên. Nhìn mặt bây giờ như kiểu không có sức sống ấy, mặt cứ trắng bợt ra. Thực ra có cái bảng này ấy, để che nhiều chỗ nhưng mà Hoàng không biết xài, với cả nó cũng hơi khó xài, đang tập dần. Cái bảng này cũng không phải là bảng của mình nữa, mình mượn của anh Đức. Nếu bạn nào mà nhiều khuyết điểm á thì nên mua, bởi vì là cái này xài là khá là lâu. Mấy cái vùng mà kiểu ai mà mắt thâm đi diễn hay đi chơi này, hay đi tiệc gì đó, đi sinh nhật bạn bè có thể che vào buổi tối, nó khá là kín đó, và nó kiểu hết thâm luôn. Thì bây giờ chắc là đánh nền xong thì mình sẽ phải khóa nền. Thực sự là phải thực sự da ai thật là đẹp nha thì mới không cần cái bước khóa nền này. Thực ra ai make up ấy đều cũng phải cần khóa nền, bởi bạn nào mà không có khả năng mua mấy cái đồ khóa nền thì có thể dùng phấn phủ cũng được. Mấy cái đồ phấn phủ nó sẽ giữ nền của bạn chặt hơn. Còn mình thì sẽ phải dùng khóa nền, bởi vì đi diễn mà sẽ nhảy và sẽ bị toát ra mồ hôi ấy, thì phải cần khóa nền để cho nó nền chắc và không bị trôi nền. Thì đây là cái mới mua. Đây luôn, ba cái liền, ba mùi luôn á. Đây là mùi gì? Đây là mùi hoa hồng, mùi coconut, là mùi dừa và mùi lavender. Chắc là mình xài mùi hoa hồng. Đó, thơm lắm. Bây giờ mình sẽ xịt một lớp. Nhớ mọi người là phải xịt hết các góc mặt nha, đừng để xịt vào một góc thôi, mà bên này ít, bên này dày quá là không có được. Xịt đều ha. Ui. Xịt vào mồm rồi. Mọi người xịt xong ấy, nhớ là để cho cái nền, cho cái xịt này nó phải khô. Từ từ nhá, cho khô mặt đã. Lâu quá. Thơm ha mọi người ha, thơm. Thơm quá, mùi hoa hồng. Quên mất một bước nữa là ấy, đi diễn thì thường là muốn mắt mình sáng hơn, long lanh hơn thì sẽ đeo len. Bây giờ mình sẽ đeo len. Trước đây á, bắt đầu tập đeo len á là không có biết tự đeo đâu, là nhờ người khác đeo hộ. Đeo hộ rồi lúc kêu lấy ra ấy thì sợ, cứ mắt cái này này không dám lấy ra, nó cứ trong mắt thôi. Và mắt Hoàng rất là kỳ cục nha, là khi đeo len mới nó hay bị trôi len và toàn bị trôi tít trên này, hoặc là trôi ở dưới, xong toàn phải như này để lấy nó lên. Với cả bây giờ thì đeo len nhiều rồi, bởi vì mình hoạt động, mình đi diễn ấy thì mình hay đeo len, nên là đeo quen thì nó sẽ không bị trôi nữa. Với cả là ấy, có một điều rất là buồn cười là anh Đức ấy đến hiện tại bây giờ không biết đeo len, lần nào đi make up cũng phải nhờ Hoàng đeo len hộ. Mà đeo len rất là khó nha, mắt anh Đức rất là to, thường mắt to thì Hoàng nghĩ đắt to đeo len rất là dễ, nhưng không biết tại sao anh Đức đeo len rất là khó, không thể nào nhét vào mắt được. Mà mỗi lần đeo len anh Đức xong mắt anh Đức đỏ hoe à, nhưng mà cũng buồn cười. Bây giờ sẽ đeo mô. Đấy, ra được một bên rồi, mặt mình chưa có gì cả nên là hơi thiếu màu sắc. Bây giờ mình sẽ dập lại cái phần mà mình vừa mới động tay vào để cho nó đều. Và bây giờ mình sẽ make up mắt. Thì hôm nay phải make up mắt đậm hơn thường ngày, bởi vì là make up theo phong cách đi diễn thì sân khấu thì phải đậm và phải
sẽ sao ta? Nó phải đậm và rõ ấy. Bảo mẫu này xinh lắm, bảo mẫu này siêu xinh luôn. Bảo mẫu này thực ra nam nữ đều dùng được. Mình nghĩ là vậy. Màu này dễ dùng cho mình nữa. Thường ngày được mấy cái màu này. Thì bây giờ mình sẽ xài. Đánh mắt ấy, mình không biết mắt một mí như nào, mắt mình hai mí ấy. Mình đánh sẽ đánh một cái màu mà màu lót ấy, nó hơi hướng hơi nâu cam cam một xíu. Mình sẽ đánh một cái lớp mỏng ở đó. Sau đó thì tí mình sẽ nhấn đuôi mắt và thêm một ít nhũ gì đó cho nó bắt sáng. Thì thực ra là nếu mà theo từng concept ấy thì mọi người có thể make theo concept phù hợp. Nhớ là kể cả viền mắt dưới này nhé, để cho mắt mình cảm giác to hơn và nó sắc nét hơn. Thường đi diễn thì bọn mình có kể cả eyeliner nữa, nhưng mà mình không có xài eyeliner. Eyeliner thì thường dễ dùng cho con gái nhiều. Bây giờ mình sẽ nhấn màu gì ta? Màu gì bây giờ? Màu hơi đỏ đi. Chắc là xem nào. Mình sẽ nhấn vào phần đuôi. Sau đó mình nhớ tán nhá. Tán ra. Mình sẽ đánh mắt tương tự giống bên này nhá. Đánh cho nó nhớ, phải nhớ là phối màu là phải nhớ đó, không là mắt sẽ không đều màu đâu, nhìn rất là buồn cười ấy. Khá là cân rồi đấy. Sau đó vẽ mắt xong rồi thì mình nghĩ là kiểu sẽ đánh khối đi. Không biết đánh khối hay đánh gì. Mình thì chắc là vẽ mắt xong mình sẽ kẻ chân mày. Với lông mày mình thì hay tỉa linh tinh, nên là nó sẽ không được đều và đẹp lắm. Nhớ khi kẻ chân mày, mọi người nhớ trải chân mày trước nha, để cho chân mày nó có cái đi theo một cái chiều thẳng ấy, để mình có thể vẽ nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ chuốt chân mày. Mình xài chuốt chân mày mà cái này đặt thực ra để cho chuốt mi đó. Tại cái này nó nhỏ ấy, với cả nó tự nhiên nữa, mình sẽ dùng cái loại như này. Ai mà chưa biết chuốt mi có thể chuốt mày thì hãy học theo Hoàng. Nó tự nhiên, nó khá là tự nhiên ấy. Và nó khá mỏng, nó không bị dày đâu. Rồi, chân mày ngang bằng nhau rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ đến phần đánh khối. Đừng quên đánh khối nhá. Mình thì có bảng khối, nhưng mà mình ít khi xài bảng phấn khối lắm. Mình sẽ xài phấn phủ để làm phấn khối cho mình. Mình sẽ mua bảng phấn phủ, màu phấn phủ nó hơi tối hơn màu da của mình một chút. Đây, phấn phủ của... Thường thì đi diễn hay đánh mấy cái khối này, nhưng mà cảm giác là tại mình không biết đánh khối nên là nó sẽ không được đẹp, không được tự nhiên, nên nó sẽ thành một cái đường rất là đen. Nên mọi người cẩn thận, bởi vì cái khối này thì nó không phải thuộc cho da người châu Á. Mình nghĩ là mọi người mua mấy cái khối mà nó có ba màu với nhau ấy, nó phối vào gần nhau, thì mọi người khi mọi người đánh, mọi người dùng cả cái chổi, mọi người đánh tung nó lên và đánh thì nó sẽ tự nhiên hơn, thì nó phù hợp với cái da mình hơn. Mình sẽ đánh nhẹ thôi, đánh thật là mỏng. Thực ra đánh phấn phủ thì nó sẽ ăn vào da và nó sẽ kiểu cảm giác tự nhiên hơn, chứ nó không phải như kiểu đánh khối cái kia thì nó sẽ bị rõ. Thì Hoàng thích kiểu tự nhiên và mỏng mỏng nên là sẽ đánh mấy cái phấn phủ. Còn nếu mọi người cảm giác là cái phấn phủ nó không đủ để che, không đủ để tạo khối, thì mọi người có thể dùng phấn khối cũng được. Sau đó thì mọi người có thể đánh một ít phấn má cho cái phần vùng má của mình nó có màu hơn, thì đánh cái này.
mình không, đây không phải phấn má đâu đấy, đây là phấn mắt mà mình đi mua xong rồi mình về mình thấy nó khá là to nên mình xài cho thành phấn mắt luôn, à phấn má luôn. Thì thường mình hay make make cho nó hơi cam cam cháy cháy một xíu thì dùng mấy cái màu này cho nó đẹp. Với cả nó thể làm khối được luôn, khá là kiểu tiện lợi ấy, phù hợp với các bạn học sinh. Hoàng đánh xong rồi, Hoàng mới quên rằng là Hoàng chưa đánh một cái phần rất là quan trọng để khóa nền, thì bây giờ mình sẽ đánh lại. Đó chính là bước highlight nhưng mà bằng che khuyết điểm. Mấy cái vùng chữ T thì mọi người đánh cho nó sáng lên, để cho khi đi diễn thì nó sẽ bắt sáng vào những cái vùng mặt của các bạn. Nhớ là dùng mút tán cho mọi người cho nó sẽ tự nhiên hơn là mọi người dùng tay ấy. Tay nó sẽ không được đều đâu. Mọi người xài xong thì thấy mặt mình nó sẽ sáng cái vùng này, này. Vùng này, vùng này, vùng này, vùng này. Vùng chữ T nữa. Thường thì mọi người sẽ đánh khối mũi nhưng mà Hoàng sẽ không. Hoàng sẽ lấy hai cái ngón này. Cái này Hoàng thường làm ấy, nó sẽ cảm giác là nó sẽ tự nhiên hơn. Nó đỡ phải có một cái đường khối bằng bột nó rõ ràng ở mũi mình ấy. Thì mình có thể lấy hai tay áp út này này, hai ngón áp út. Mình miết cái đường cánh mũi này xuống một xíu, nó sẽ có một cái đường tạo khối cho mình luôn, cảm giác là rất là tự nhiên. Sau đó thì lấy tay dậm dậm lại cho nó không bị rõ ràng quá ấy. Mình muốn cho cái gò má mình đó có nhũ nên là mình đã lấy một ít phấn mắt để cho vào gò má cho nó có màu. Mình sẽ đánh một lớp phấn phủ nhưng mà phấn phủ trong, không phải phấn phủ màu nữa. Dùng phấn phủ màu trắng để cho nó kiềm dầu luôn. Sau đó thì phải đánh son. Hoàng sẽ đánh một ít son dưỡng. Thực ra là nên đánh son dưỡng từ trước khi make up á, nhưng mà Hoàng quên mất. Bây giờ Hoàng sẽ phải đánh một xíu son dưỡng. Một xíu thôi. Để cho môi mình nó mềm mềm ấy. Sau đó thì mọi người đánh son. Thường thì mình không đánh nhiều lắm đâu. Mình sẽ lấy ở mấy cái phần cán của son này, mình sẽ đánh, sau mình sẽ tán nó ra. Mình không phải là con khái nên mình sẽ không đánh son bằng cái đầu của nó, mình sẽ đánh bằng tay. Nên tán ra thì nó sẽ tự nhiên hơn. Sau đó chưa đâu, mình phải đánh một lớp nền nữa để cho nó giữ chặt cái màu này lại. Rồi mình đè lên. Bây giờ mình phải đánh thêm một ít son nữa, bởi vì trước đó mình đánh một lớp, hai lớp son rồi ấy, và lớp son dưỡng rồi, nhưng mà mình đã dùng cái mút để mình dậm nó lại để cho cái son nó giữ được lâu hơn. Sau đó mình phải đè một lớp nữa cho giữ màu. Xong rồi nè, bây giờ mình sẽ làm tóc. Và cuối cùng thì mình cũng hoàn thành xong phần make up này. Và thực sự thì cảm thấy rất là tự tin với gương mặt này luôn. Và đợi mình đợi một xíu nhé. Ta-da! Cái này đã đủ đi diễn chưa nhở? Rất là đẹp rồi, đủ tóc tai này, rồi make up, rồi quần áo. Thì bây giờ mình sẽ dọn bàn đi và đến ngày một đoạn. Cuối cùng mình đã hoàn thành xong make up đi diễn rồi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này. Và đừng quên là ấn like, subscribe kênh YouTube của Divert nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Bye bye.